mình ra đây thi tuyển được ấy, thì thứ nhất là thu nhập cho gia đình và cá nhân. Khi mình đã xác định đi xuất khẩu lao động thì những cái tư tưởng mình thì trước hết mình phải chắc chắn đi là chủ đề kiếm nâng cao kinh tế cho gia đình. Công việc ở Việt Nam này nó cũng dần dần nó eo hẹp, phải nói đến thu nhập nó cũng được đảm bảo cuộc sống lắm. Vất vả thì chắc chắn là mình không ngại vất vả. Đấy, đúng chung là ở Việt Nam thì cái công việc làm nó nhiều cái nó còn chưa đảm bảo được như các nước châu Âu, có nền công nghiệp phát triển, nên là mình hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng mình đáp ứng được những cái công việc họ giao, không ngại vất vả được.